Hôm nay, ngày 7 tháng 2 năm 2022, thứ hai tuần thứ năm mùa thường niên năm chẳng, trích sách các vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, các kỳ lão Israel cùng những thủ lãnh các chi họ và những trưởng gia tộc con cái Israel đều tề tựu trước mặt vua tại Jerusalem để cung nghinh hòm bia Thiên Chúa từ thành David, tức là thành Sion trong ngày đại lễ nhằm tháng Etamnim, Et tức tháng 7, toàn dân Israel tụ họp quanh vua Salomon. Khi các kỳ lão Israel đến, các tư tế liền khiêng hòm bia và mang hòm bia chúa đi, mang cả nhà tạm giao ước và tất cả những đồ thánh trong nhà tạm. Các tư tế và các thầy lễ vi phụ trách khiêng đi. Vua Salomon và toàn dân Israel tề tự quanh ngài tiến đi với ngài trước hòm bia và tế lễ vô số chiên bò không kể xiết các tư tế khiên hòm bia thiên chúa đặt vào nơi đã chỉ định tại đền thờ nơi cực thánh dưới cánh các tượng vệ binh thần các tượng này giăng cánh trên nơi để hòm bia và che phủ hòm bia và các đòn khiên trong hòm bia không có gì khác ngoài hai bia đá mà mô đã đặt vào hòm ở núi Hô-rép, lúc Chúa lập giao ước với con cái Israel khi họ ra khỏi đất Ai cập, khi các tư tế lui ra khỏi cung thánh, thì có mây bao phủ nhà Chúa vì mây mù, nên các tư tế không thể đứng đó mà thi hành chức vụ vì vinh quang của Chúa tràn đầy nhà Chúa. Bây giờ Salomon nói rằng Chúa đã từng phán sẽ ngự trong đám mây. Vậy tôi đã xây cất ngôi nhà làm nơi ở cho Chúa Một nơi vững chắc Chúa ngự đến muôn đời đó là lời Chúa, ta ơn Chúa, lạy Chúa xin lên đường đi tới nơi an nghỉ. Đây là điều chúng tôi đã nghe nói tại Ephrata, chúng tôi đã gặp thấy nơi đồng ruộng gia. Chúng ta hãy tiến vào nhà Chúa hãy sụp lại trước bè dưới chân ngài lạy chúa xin lên đường đi tới nơi an nghi lạy chúa xin lên đường đi tới nơi an nghi chúa và hòm bia oai quyền của chúa cùng đi các tư tế của ngài hãy mặc lấy lòng đau đớn và các tín đồ của ngài hãy mừng sơ hân hoan Xin vì David là tôi tới chúa, chúa đừng hát hối người được chúa sức giàu. Lạy chúa xin lên đường đi tới nơi an nghỉ. Alleluia, Alleluia, chúa phan, thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với cha mà không qua thầy. Alleluia tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco lạy Chúa Vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Cenê và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra người, họ liền rảo chạy khắp miền và nghe tin người ở đâu thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó. Bất cứ người nào vào làng, trại hay đô thị nào Người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng Và xin người cho họ ít là được chạm tới gấu áo người Và tất cả những ai chạm tới người đều được khỏi bệnh Đô là lời Chúa Lạy Chúa Kỳ tô, ngợi khen Chúa Lòng thương xót đích thực Đi đến đâu? Vào làng mạc thành thị hay thôn xóm nào người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ và xin đức giê xu cho họ ít là được chạm đến thua áo của người và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi mất cô chương 6 câu 56 suy niệm trong tông thư về lòng thương xót thánh giáo hoàng gioan phaolô phao Đệ nhị nhấn mạnh rằng lòng thương xót được biểu lộ đặc biệt bằng việc khôi phục các giá trị và giúp con người thăng tiến vươn lên khỏi những điều ác nhìn vào đức giêsu người ta mới nhận rõ nét mặt khả ái của lòng thương xót ngài thương nhận lời cầu xin đầy tin tưởng của nhiều người dù họ lên tiếng rõ ràng như anh trộm lành hay như ông viên trưởng hội đường và họ chỉ im lặng đợi trong như người đàn bà bị bệnh loạn huyết hay như nhiều người bệnh khác mong chỉ chạm đến tua áo ngài lòng thương xót của Ngài không dừng lại ở lòng trắc ẩn về thể lý hay vật chất, nhưng để cho họ được sống và sống dồi dào trong tư cách là con Thiên Chúa. Mời bạn, lòng thương xót của Chúa thúc đẩy ta nhìn thấy tình trạng tâm hồn của ta và của tha nhân. xuyên qua cái nhìn đầy trắc ẩn của ta đối với họ, nhiều người chưa biết Chúa là đấng hay thương xót. Chia sẻ những tặng phẩm mà bạn có thể mang đến cho người khác là gì? Chắc tin mừng có thấm trong những tặng phẩm ấy không? Sống lời Chúa, bạn này xin Chúa cho gia đình bạn và gia đình người lương mà bạn kết nghĩa được những ơn cần thiết. Cầu nguyện, lời Chúa Giêsu đã 20 thế kỷ Chúa đến với nhân loại, nhưng nhiều người vẫn chưa biết đến tin mừng này. Xin cho con biết hâm hở loan báo lòng thương xót Chúa cho anh em con. Amen. Tích suy niệm lời Chúa hàng ngày. Một lý tưởng để đeo đuổi Một buổi sáng năm 1888 Alfred Nobel, người phát minh ra chất nổ Và từ đó hái ra tiền như nước Đã thức giấc trong bàn hoàng sửng sốt Tất cả báo chí trong ngày đều nói đến Cái chết của Alfred Nobel, vua chất nổ Thật ra đây chỉ là một lầm lẫn của một ký giả nào đó Người Anh của Alfred qua đời Và ký giả đó tưởng lầm là chính Alfred, nhưng dù sao đây cũng là dịp để Alfred đọc được cảm nghĩ mà người khác đang có về ông. Trên môi miệng của mọi người ông chỉ là một ông vua của chất nổ, nghĩa là người làm giàu trên cái chết của không biết bao nhiêu sinh mạng do chất nổ gây ra. Người ta không hề nhắc đến những nỗ lực của ông nhằm phá vỡ những hàng rào ngăn cách giữa các dân tộc và các ý thức hệ. Không ai nhắc đến những cố gắng kiến tạo hòa bình của ông. Alfred Nobel buồn vô cùng về hình ảnh của một nhà kinh doanh trên sự chết chóc mà thiên hạ đang có về mình, ông quyết định làm cho thế giới hiểu được lẽ sống đích thực của ông, với quyết tâm ấy ông ngồi xuống bàn làm việc viết ngay tức khắc chúc thư, trong đó ông để lại tất cả tài sản của ông để thiết lập một trong những giải thưởng lớn nhất thế giới đó là giải thưởng Nobel hòa bình nhằm tưởng thưởng tất cả những ai góp phần vào việc xây dựng hòa bình thế giới ngày nay biệt hiệu của alfred nobel không còn là vua của chất nổ nữa mà là hòa bình có một lý tưởng để đeo đuổi có một lẽ sống cho cuộc đời đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của con người trên trần gian những người bất hạnh nhất phải chăng không là những người sống mà không biết tại sao mình sống sống để làm gì và sẽ đi đâu về đâu sau cái chết bất hạnh hơn nữa đó là những con người chỉ xây dựng cuộc sống của mình trên những sự chết chóc của người khác. Thế giới sẽ không bao giờ quên những tầng thủy hoàng, những Nero, những Hitler, những Stalin, những Kosciuszko và không biết bao nhiêu những con người ngày nay có kẻ đang thờ trong lăng tẩm để rồi mai ngày kẻ khác lại khai quật lên. Người Kitô hữu là người có lý tưởng để xây dựng, có lẽ sống để đeo đuổi, họ luôn luôn sẵn sàng để bày tỏ cho người khác những lý lẽ của niềm tin và hy vọng của họ. Sự bày tỏ ấy họ không viết trong một chút thư bằng giấy mực mà bằng cả cuộc sống chứng tá của họ. Khi nói về sự rao giảng tin mừng, Đức cố Giáo hoàng Phaolô Đệ lục đã nói như sau: Tin mừng trước tiên phải được công bố bằng một chứng từ. Có chứng từ khi một người Kitô hay một nhóm người Kitô sống giữa nhân loại bày tỏ được khả năng và có thể cảm thông, đón tiếp, chia sẻ cuộc sống với người khác hoặc tỏ tình thiên đối với người khác trong mọi cố gắng đối với những gì là cao quý và thiện hảo. Có chứng từ khi những người Kỳ tôi chiếu rọi một cách đơn sơ và bộc phát niềm tin của họ vào những giá trị vượt lên trên những giá trị thông thường và bày tỏ niềm hy vọng của họ vào một cái gì mà người ta không thấy hoặc không dám mơ ước. Với chứng từ... Trong lời ấy, người Kỳ Tô làm dấy lên trong tâm hồn của những ai đang thấy họ sống. Những câu hỏi mà có người không thể né tránh được, đó là tại sao họ sống như thế? Điều gì hoặc ai là người thúc đẩy họ sống như thế? Tại sao họ sống như thế giữa chúng ta? Đâu là chút thư chúng ta muốn để lại cho hậu thế? Đâu là lời biện minh của chúng ta trước mặt người đời, nếu không phải là một cuộc sống chứng từ cho nước trời? Bài trích sách lẽ sống